Chào các bạn đến với Phương's Kitchen. Hôm nay Phương giới thiệu một món ngồng tỏi xào tương ớt Hàn Quốc. Món này rất là dễ làm, trong vòng 2 đến 3 phút là các bạn có thể có được một món ăn ngon bổ dưỡng. Chắc như bạn cũng đã biết rồi, ngồng tỏi thì rất là tốt cho sức khỏe, nhất là cho những người mà có bệnh về tim mạch, mỡ trong máu. Người Việt mình thì có món ngồng tỏi xào với lại thịt bò cũng rất là ngon. Ngồng tỏi mua về thì mình cắt bỏ cái phần gốc là nó hơi bị dai chút xíu. Sau đó Phương sẽ sắc thành những cái khúc khoảng chừng 5 cm. Hôm nay Phương sử dụng phân lượng là khoảng 330g đến 350g. Sau khi rửa sạch qua nước lạnh thì mình sẽ bắt một cái nồi. Phương sẽ cho vào đây là 1 lít nước và một muỗng cà phê muối. Nước các bạn chỉ đợi khoảng chừng nó sôi ấm ấm lăn tăn thôi, các bạn đừng có để sôi quá kỹ. Sau đó mình sẽ cho ngồng tỏi vào đây và mình chỉ khuấy đều trong vòng 30 giây. Ngồng tỏi sẽ mất hết các giá trị dinh dưỡng của nó nếu mà bị xào nấu quá kỹ. Sau đó Phương sẽ trút ra một cái rổ và mình rửa ngay lại bằng nước lạnh 2 lần. Phương sẽ để đây cho ráo nước và bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo và chuẩn bị pha nước sốt. Phương sẽ sử dụng ở đây là 40g tương ớt Hàn Quốc của chú Trần, khoảng chừng là một muỗng canh vung. Sau đó tiếp theo Phương sẽ nêm vào đây là 30g nước tương, là khoảng chừng 2 muỗng canh. Nước tương này Phương dùng nước tương Hàn Quốc. Phương thích thêm vị cay và có cái màu đẹp hơn thì mình nêm vào đây nữa là một muỗng canh bột ớt Hàn Quốc. Để tạo độ ngọt thì mình có nước mơ ngâm, Phương sẽ dùng một muỗng canh. Nhưng mà nếu các bạn không có thì các bạn có thể cho qua phần này. 3 muỗng canh đường siro bắp hoặc là siro gạo Hàn Quốc. Ở bên Đức mình thấy là chợ Kaufland cũng có bán siro gạo. Cái đường này nó sẽ làm cho món ăn của mình có độ bóng bẩy mà nó không có bị dính chùm với nhau. 1 muỗng canh dầu mè. Khẩu vị nhà Phương thì Phương thích cho khoảng chừng nửa muỗng cà phê nước mắm. Các bạn không thích có thể không cho. Gia vị của nó chỉ có vậy thôi, mình không có cho tỏi vào đây tại vì ngồng tỏi, cái bản chất của nó cũng đã có cái hương vị tỏi rất là nồng rồi. Phương sẽ khuấy đều cái hỗn hợp sốt này và bắt đầu bắt lên bếp. Mình để lửa lớn cho cái nước sốt của mình nó sôi bùng lên. Thì mình sẽ trút ngay cái phần ngồng tỏi này vào đây, đảo thật là nhanh tay. Ngồng tỏi nên được xào còn độ giòn, nó không có được mềm. Mình đảo thật là nhanh tay, các bạn thấy là nước sốt nó sẽ rút vào từ từ và từ từ cạn bớt thì mình có thể tắt bếp. Khoảng chừng 2 phút sau khi mình đảo đều thì mình có thể tắt bếp. Bước cuối cùng Phương sẽ cho vào đây nữa là một muỗng canh mè rang vàng cho nó thơm. Vậy là xong rồi, Phương sẽ cho cái phần này vào một cái hộp thủy tinh. Mình có thể trữ trong tủ lạnh và ăn dần trong vòng 2 ngày. Các bạn để càng lâu thì nó sẽ ra nước và nó bị mềm thì không được ngon. Cũng giống như là tác dụng của tỏi, ngồng tỏi thì cũng có những cái tác dụng phòng chống hiệu quả về các bệnh cảm cúm, có tính chất là diệt khuẩn. Nhưng mà các bạn cũng không nên ăn quá nhiều, tại vì Phương thì nghe nói là nó cũng ảnh hưởng đến thị lực. Tốt cho sức khỏe thì trong vòng 2 lần một tuần là đủ. Nhưng mà Phương nghĩ rằng trong chúng ta thì thật sự mình cũng không có ai là ăn quá nhiều cái món này mà mỗi ngày. Video clip ngày hôm nay rất là ngắn, tại vì món ăn hôm nay cũng rất là đơn giản, không có gì là cầu kỳ. Phương cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Thanks to us. Vielleicht esse ich nicht. Ja, ich will es runter. Okay.